Biết học, biết tình, biết điều hay lẽ phải, biết thương nhân loại, biết kính yêu trời. Xưa mình tiến qua ai ơi, xưa mình tiến qua người người cảm ơn. Họ lời dĩ lạc cao thâm uyên bác, giúp tiếng thần an lạc cho đời. Thực hành chánh pháp ai ơi, họ thực hành chánh pháp tự rời tham sân. Thế đạo nghĩa ân góp phần xây dựng, để cho hồn phiêu diêu trên khoảng không gian cao rộng, theo án thành dẫn lơ lửng giữa không trời. Tâm đi lặng lặng trong thanh tình hợp thời, khai mạc giác tâm tăng qua cởi mở, để trở về chân lý siêu tâm. Đất trời vũ trụ tình cha, ban ơn công đức trang hòa tình thương. Thực hành liên kinh gieo thương, trong công mà có muôn phương nhiệm màu. Tâm kiên định trước sau học hỏi, để cảm thông nghĩa đạo với đời. Người mới học tu nên nhớ kỹ mấy lời, đem giáo lý quyền hành chân pháp, đưa chiếc thuyền từ cứu độ thời xa nguyên linh chân hòa. Nguyện tu chân pháp thần bà, giai trời giai Phật luật gia ban hành. Tâm vô quái ngại, người tu nên quán triệt chân lý sinh tồn bất diệt thanh cao. Hãy cố gắng thực hành ai pháp thân tâm, và lấy đó làm cuốn vàng thước ngọc. Không hề lì, không bận lòng tánh chân, hãy quên mình, quên cám dỗ tự tu tự tiến hợp thời.
ta.